Ừ. Lúc cuối rồi. Không dưới nên là đáng nè. Cục tiền thường. Thank you.
là mình sống từ xe luôn cái đường này này, gọi 2 tháng rưỡi đó. Xong xuống ăn đi nha. Thằng chịu nó kêu dữ không biết đường. Kêu mà không nghĩ đúng. Ok, cho ta ăn, cho ta ăn. Để quốc tế thứ nhì là mấy đứa con nít có được nghỉ không ta? Hình như không đúng không? Bạn đi học bình thường đúng không?
Trường đau rồi đó. Chúng mâu cái gì đâu. Ừ. Ok. Nó cũng